ta dự định sai người đem quốc thư và cống phẩm sang phương Bắc, cầu phong nhà Thanh. Được, việc đúc ấn, hai khanh hãy cùng bàn bạc rồi sớm báo lại cho bổn chúa. Trước nội lực kinh tế và sự vững mạnh về chính trị nhằm khẳng định vị thế của đảng trong với đảng ngoài, năm 1702, chú Nguyễn Phúc Chu đã có một quyết định táo bạo là sai người sang nhà Thanh cầu phong. Sự kiện này cho thấy mong muốn xây dựng một quốc gia hoàn toàn độc lập ở phương Nam của Minh Vương Nguyễn Phúc Chu. Sao rồi? Tình hình ngoài biên ải vẫn yên ổn cả chứ? Dạ bẩm chúa, mọi việc vẫn yên ổn, không xảy ra xung đột gì với quân Trịnh ạ. Tốt lắm, chúng ta vẫn phải lo phòng ngự cẩn thận. Các ngươi phải tiếp tục cho người vẽ bản đồ những nơi hiểm yếu và cho quân lính luyện tập thường xuyên mới được. Thần tuân mệnh. Vậy còn tình hình khai khẩn phía Nam thì sao? Bẩm chúa, phía Nam đất đai được khẩn hoang đến biên giới chân lạp, ngàn dặm đất đai, dân hơn 4 vạn hộ, triệu mộ lưu dân đến lập nghiệp, lập ra thôn xã phường ấp, phân định địa giới ruộng đất, lập ra tô thuế, đinh điền bạ đủ cả rồi ạ. Tốt lắm. Nay trong nước việc nội trị, võ bị, giáo dục được phát triển có quy mô, không còn bị phụ thuộc gì đằng ngoài nữa. Chỉ tiếc là đằng trong tuy đã tồn tại như một chính thể riêng biệt được 133 năm, mà họ Nguyễn vẫn chưa được coi là chính thống. Bẩm chúa, đằng trong bị coi là phi chính thống, không chỉ đối với hoàng thất nhà Lê mà còn đối với Trung Hoa nữa. Bởi Trung Hoa chỉ công nhận nhà Lê là đại diện duy nhất cho Đại Việt mà thôi. Nhưng vua Lê bây giờ chẳng phải chỉ là bù nhìn thôi sao? Có lẽ đã đến lúc ta phải có chút tác động gì đó đối với triều đình nhà Thanh. Chúa thượng, người đã có chủ ý gì rồi sao? Ta dự định sai người đem quốc thư và cống phẩm sang phương Bắc, cầu phong nhà Thanh. Ý các khanh thế nào? Việc này khó mà thành được. Khó lắm. Ta biết việc này rất khó nhưng vẫn nên làm. Nhà Thanh dẫu có không đồng ý thì họ cũng biết sự tồn tại của chúng ta, khẳng định vị thế của chúng ta với các nước khác. Bẩm chúa, việc chọn người mang cống phẩm sang cũng rất quan trọng. Không biết người đã có dự định chưa? Ta vẫn còn đang cân nhắc. Vậy bần tăng xin chúa thượng hãy cử Hoàng Thần và Hưng Triệt sang yết kiến nhà Thanh ạ. Hai người họ vốn là người Hoa, theo bần tăng sang đây thuyết pháp, họ nhận ân của chúa nên rất muốn được báo đáp. Nếu được chúa thượng cho phép, chắc chắn họ sẽ làm tốt việc này. Ừ, được. Vậy việc này ta sẽ giao cho Hoàng Thần và Hưng Triệt. Sự kiện cầu phong của chú Nguyễn Phúc Chu đã cho thấy mục đích lớn của Minh Vương trong việc không ngừng khẳng định thực lực, vị thế chính trị độc lập của đảng trong mối tương quan với đảng ngoài. Để khẳng định vị thế vững mạnh và danh tiếng ngày càng cao trong khu vực, năm Vĩnh Thịnh thứ 5 1709, chúa Nguyễn Phúc Chu đã ra lệnh đúc ấn riêng khắc Đại Việt Quốc Nguyễn Chúa Vĩnh Chấn chi bảo. Đây được coi là vật quốc bảo mà về sau các chúa và vua nhà Nguyễn đã lấy để làm vật báu truyền ngôi. Chúa thượng, đảng trong đã được tách ra khỏi nhà Lê. Đến nay đã trải qua 6 vị chúa trị vì, chúng ta cần mở rộng đất đai, phát triển kinh tế, như vậy mới có thể đối phó được với đảng ngoài và các nước lân bang. Cả chúa, nếu không thể cầu phong từ nhà Thanh, chúng ta có thể đúc ấn để chuyển lại về sau làm quốc bảo. Bổn chúa cũng đã nghĩ tới từ lâu, nhưng đúc ấn như thế nào còn cần triệu hồi ý kiến của các quan. Khải chúa, việc này hãy giao cho vi thần phụ trách. Vi thần sẽ sớm báo cáo lên chúa thượng. Được, việc đúc ấn hai khanh hãy cùng bàn bạc rồi sớm báo lại cho bổn chúa. Chúng thần xin tuân lệnh. Ấn này rất phù hợp với đảng trong ta. Các ông xem, nghệ nhân Kim Hoàn đã phải bỏ ra mấy tháng trời để phác thảo ra hình dạng của ấn. Đúng là các nét vẽ rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Tạo hình sư tử hí cầu này quả thực rất oai phong, rất xứng với triều Nguyễn ta. Chúa thượng cũng đã đưa ra chủ ý, thợ Kim Hoàn sẽ đúc nổi 9 chữ triện Đại Việt Quốc Nguyễn Chúa Vĩnh Chấn chi bảo để khẳng định sự bền vững của triều đại ta. Theo tôi thấy, bây giờ các thợ Kim Hoàn phải lựa chọn được vàng tốt, số tuổi của vàng phù hợp và chọn ra thợ có tay nghề cao để tạo dáng cho ấn báu mới được. Các đại nhân hãy yên tâm, tôi đã có sự sắp xếp cho nhóm thợ Kim Hoàn rồi.
Tôi sẽ giám sát chặt chẽ để ấn báu hoàn thành đúng kế hoạch. Chúa thượng, các nghệ nhân kim hoàn đã làm việc ngày đêm để hoàn thành việc đúc ấn báu. Chiếc khuôn đã được tạo ra rất tỉ mỉ và chính xác tới từng chi tiết. Một lát nữa, vị nghệ nhân có tay nghề cao nhất sẽ phụ trách đổ vàng vào khuôn, hoàn thiện việc tạo đường nét và chuốt lại ấn báu. Mọi người đã vất vả rồi, xong việc này, bổn chúa có trọng thưởng. Dạ, chúa thượng, đã tới lúc vàng được đổ vào khuôn, mời chúa thượng mục sở thị. Bẩm chúa thượng, ấn vàng đã được đúc từ vàng 8 tuổi, đã đủ độ đẹp nhất, nhiệt độ cũng được khắc chế nên màu sắc tươi mới, đảm bảo trải qua thời gian cũng không làm cho ấn báu có ảnh hưởng gì. Tốt, tốt lắm. Bổn chúa trọng thưởng, phải trọng thưởng. Tạ ơn chúa thượng. Tiếp nối sự kiện chúa Nguyễn Phúc Chu cho người sang nhà Thanh cầu phong năm 1702 nhưng không thành. Việc Chúa cho đúc ấn riêng đã thể hiện vị thế độc lập của Đàng Trong trong các mối quan hệ ngoại giao, kinh tế với các nước lân bang. Ngay từ những ngày đầu Nam tiến vào Đàng Trong, các chúa Nguyễn đã chủ trương nhất quán mở rộng lãnh thổ về phương Nam. Năm 1697, chúa Nguyễn Phúc Chu đặt phủ Bình Thuận gồm các đất Phan Giang, Phan Dí trở về phía Tây. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử mở rộng lãnh thổ của nước ta. Bệ hạ, nguy rồi. Bẩm, quân ta lực lượng mỏng, trước sự tấn công của quân Nguyễn chỉ biết co cụm yếu ớt chống trả. Họ chỉ cần tung quân diệt gọn một lần nữa là quân ta sẽ đại bại. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Thần nghe ngóng tin từ bên kia chiến tuyến, nếu trận này để quân Nguyễn đánh bại, Chiêm Thành chúng ta sẽ mất hẳn đấy. Trời ơi, vậy là chúng ta đã sai lầm khi không tiến cấm. Để nên lỗi, chúa Nguyễn đem binh đi hỏi tội như thế này. Tháng 3 năm 1692, chúa Nguyễn Phúc Chu sai tướng Nguyễn Hữu Kính bắt được vua Bà Chanh đem về. Chúa sai đổi nước ấy làm trấn Thuận Thành. Tháng 8 năm 1693, đổi đất Chiêm Thành thành trấn Thuận Thành và lập ra phủ Bình Thuận. Vừa rồi vua của Chiêm Thành là Bà Chanh chết. Những kẻ dưới trướng ông ta lại nổi dậy, chống lại gây nên bao tổn thất, khiến ta rất chăn trở. Phải làm sao để cả dân Việt lẫn dân Chăm đều một lòng theo về, bắt tay nhau giúp ta xây dựng bờ cõi. Bẩm chúa, trong quá trình mở mang bờ cõi, việc va chạm quyền lực với người Chiêm là điều tất yếu. Ngày một ngày hai chưa thể dung hòa ngay được. Quan trọng là bây giờ triều đình cần đưa ra những chính sách nhân văn, hợp với lòng người thì mới vỗ về được dân chúng. Người nói rất đúng. Trước mắt ta tính sẽ ký hòa ước với em trai của Bà Chanh là Kế Bà Tử, cho ông ta được cai trị Chiêm Thành, biến Chiêm Thành thành một khu tự trị, chúa Chăm cho gọi là Trấn Vương, con cháu làm đề đốc để xếp đặt mọi việc trong phủ hạt. Các khanh thấy sao? Bẩm chúa thượng, đúng là trước mắt chỉ có thể duy trì biện pháp mềm mỏng như vậy, thì mối quan hệ phiên thuộc giữa vùng đất cai quản bởi chúa Chiêm và chính quyền trung ương mới diễn ra tốt đẹp. Quan trọng là làm sao để thu phục chúa Chiêm thành thần hạ trung thành với chính quyền ta, và dần dần khiến cho dân Chăm quen với phong tục nước Việt. Mặc dù đã biến đất Chiêm Thành thành một đơn vị hành chính của Đàng Trong, nhưng chúa Nguyễn vẫn cho vua Chiêm cai trị người Chiêm như cũ để vỗ về dân chúng. Bẩm chúa, lễ vật tiến cống đã chuẩn bị đầy đủ. Được rồi, nếu đã đầy đủ rồi thì chuẩn bị cho người mang lên tiến cống chúa Nguyễn đi. Chúng ta còn phải tiến cống đến bao giờ ạ? Bây giờ đất Chiêm đã thuộc quyền cai trị của chúa Nguyễn, ta có vùng lên thì cũng chẳng thể chống lại họ đâu. Chúa Nguyễn đã cho người Chiêm được cai trị người Chiêm, ấy cũng là đức, biết làm việc hợp lòng người. Ta cứ tuân theo là hơn. Dạ. Mặc dù là đơn vị hành chính của Đàng Trong, nhưng chúa Nguyễn vẫn duy trì đội ngũ quản lý Chiêm Thành là người Chiêm. Chính sách này thể hiện sự khôn khéo, nhân văn của chính quyền Đàng Trong. Đến năm 1697, chúa Nguyễn đặt phủ Bình Thuận, lấy đất Phan Dí, Phan Giang làm huyện Yên Phúc và huyện Hòa Đa cho người Việt dần di cư làm ăn sinh sống. Nối tiếp những chính sách trị nước của các vị chúa tiền nhiệm,
Minh Vương Nguyễn Phúc Chu khẳng định nhất quán tư tưởng mở rộng lãnh thổ về phương Nam. Trong đó, ông dành nhiều tâm sức để khai phá vùng đất vô cùng giàu có ở cực Nam của Đàng Trong thời bấy giờ, đó là vùng đất Gia Định. Vậy là chính quyền ta đã thiết lập phủ Gia Định được một thời gian khá dài. Tình hình phát triển của đất ấy thế nào? Bẩm Chúa Thượng, nay việc thiết lập xã thôn phường ấp, chia cắt giới phận, khai khẩn ruộng nương, định lệ thuế tô dung, làm sổ đinh điền đã xong, triều đình lại cử thêm quan lại vào cai trị, nên dân chúng sống ổn định, thóc lúa dồi dào, việc giao thương cũng rất phát triển ạ. Tốt lắm. Vậy thì nhân dịp này, ta phải kinh lý một chuyến xuống phía Nam để xem bách tính Gia Định sinh sống như thế nào mới được. Bẩm Chúa, trước đây, từ các cửa biển Cần Giờ, Xoài Lạp, Cửa Đại, Cửa Tiều, toàn là rừng rậm hàng mấy nghìn dặm. Nhiều năm trước, quân ta lấy được, mới chiêu mộ những người dân có vật lực ở xứ Quảng Nam, các phủ Điện Bàn, Quảng Ngãi, Quy Nhơn cho rời tới đây phát chặt mở mang. Chúa Thượng nhìn xem, hết thảy thành bằng phẳng, đất nước màu mỡ, cho dân tự chiếm, trồng cau và làm nhà cửa. Đất ruộng béo tốt, sông nhiều, bể mặn, có nhiều địa lợi. Quả nhiên Gia Định chủ phú là nơi sản xuất lúa lớn nhất của Đàng Trong. Đúng vậy ạ. Nguồn thóc gạo là thương phẩm chính yếu của vùng Gia Định. Dạ, đất Gia Định cấy lúa tẻ, lúa nếp rất hợp, hột gạo trắng mà dẻo. Các thứ lúa tẻ có thứ gọi là gạo mắc cười, hột nhỏ mà dài, có vân như gấm, mùi rất thơm. Lại có thứ gọi là gạo già đông, hột to mà trắng. Có thứ gọi là gạo móng tay, hột tròn mà to, thổi cơm nở và chắc. Lúa nếp có thứ gọi là nếp mướp, có thứ gọi là nếp mây, có thứ gọi là nếp than, có thứ gọi là nếp nhẹ, có thứ gọi là nếp sáp. Các thứ lúa ấy đều đến tháng 5 gieo mạ, tháng 7 cấy, tháng 10 gặt, tháng giêng mới xong việc, đến tháng 2 mới xay thóc được ạ. Thứ gạo này chuẩn bị được mang đi buôn bán ở khắp nơi phải không? Dạ phải ạ. Gia Định thì thóc gạo nhiều không kể xiết, khách bắc buôn bán quen, khen không ngớt lời. Tốt lắm. Nguồn thóc gạo dồi dào tại vùng đồng bằng rộng lớn này, trước mắt sẽ giúp ta giải quyết vấn đề lương thực. Bên cạnh đó, đây còn là nguồn hàng hóa buôn bán hết sức quan trọng, có thể mang lại nhiều lợi ích cho chính quyền. Đúng vậy ạ. Nơi đây được đất trời ưu ái, nên cảnh vật tươi tốt sinh sôi, ruộng đất phì nhiêu, tôm cá đầy sông, đầy đồng, dân chúng không lo đói khổ. Người nhìn những người nông dân kia kìa, trông họ thật là vui vẻ, ấm no. Việc lập phủ Gia Định là một quyết định mang ý nghĩa lịch sử của chính quyền Đàng Trong, giúp chúa Nguyễn khai thác được nguồn lợi về tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú, nhất là nguồn thóc gạo dồi dào. Điều này đã thể hiện tầm nhìn sáng suốt của chúa Nguyễn Phúc Chu khi đã dành nhiều tâm sức khẳng định sự quản lý hợp pháp của chính quyền tại đây. Không chỉ được biết đến là vùng đất có nguồn thóc lúa dồi dào vào thế kỷ 18, Gia Định có sự phát triển vượt bậc trong ngành đóng thuyền, đáp ứng nhu cầu đi lại chuyên chở giao thương của người dân. Điều này đã mang đến nhiều lợi nhuận về thương mại cho chính quyền trong việc trao đổi buôn bán ở trong và ngoài nước. Những chiếc thuyền kia có phải đang vận chuyển thóc gạo từ Gia Định đi buôn bán khắp xứ Đàng Trong không? Dạ đúng vậy ạ. Người giàu có thì chở thuyền lớn, người dân bình thường thì chở thuyền nhỏ để đi khắp nơi. Ta biết đất Gia Định không chỉ trù phú về thóc gạo, mà những cánh rừng còn cung cấp nhiều loại gỗ quý để phục vụ cho ngành đóng thuyền. Cũng nhờ ngành đóng thuyền phát triển, nên công cuộc kinh lý, thiết lập đơn vị hành chính ở phía Nam của ta đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Chính những chiến thuyền này đã giúp triều đình chở nhân lực, vật lực tới vùng đất mới và giúp ta mang về những nguồn thuế từ xứ Gia Định. Vậy mới thấy việc đi lại, luân chuyển hàng hóa có lợi ích lớn thế nào trong phát triển kinh tế. Điều đặc biệt là sự hiện diện và đi lại thường xuyên của các thuyền buôn giữa vùng Gia Định và các cảng thị như Thị Nại, Thanh Hà, Hội An sẽ giúp ta đảm bảo an ninh, an toàn ở vùng biên giới nước phía Tây Nam này. Chúa Thượng, người xem kìa, chiếc thuyền kia lớn quá. Đó là thuyền buôn của một trong những thương nhân giàu có nhất vùng này đấy ạ. Theo sau là đoàn thuyền nhỏ, đều là thuyền của ông ta cả. Thương nhân này là người ở đây sao? Dạ không phải đâu ạ.
ông ta vốn là người thôn Chính Hòa, thuộc Châu Nam Bố Chính, vào gia định buôn bán gạo mấy chục năm gần đây. Nhờ vào sự nhanh nhạy và giỏi tính toán, nay ông ta đã tạo dựng được cả một cơ ngơi lớn, thậm chí còn có hẳn một khu đóng thuyền. Vậy sao? Gia định có điều kiện phát triển ngành đóng thuyền thế này, ta phải sớm đưa ra những quy định hết sức chặt chẽ đối với các hoạt động đi lại và buôn bán của các thương nhân để quản lý kinh tế nơi đây thật tốt. Bà con hãy nghe đây, triều đình vừa cho bản định lại thể lệ vận tải và tích trữ của các thuyền chở hàng hóa. Mọi người hãy chú ý lắng nghe để nắm cho rõ. Hiện nay có nhiều thuyền từ Quảng Nam chở vào, triều đình đã đặt thêm chức quan tảo vận để coi việc vận chuyển thóc thuế cho các địa phương về chính dinh để sung chi cấp. Riêng đối với những thuyền tư của dân buôn từ Châu Bố Chính đến Gia Định đều phải khai sổ, lấy trung tâm thuyền ngang rộng bao nhiêu để định lệ thuế. Như trung tâm ngang 10 thước thì tiền thuế 10 quan, 9 thước tiền thuế 9 quan, 4 thước tiền thuế 4 quan. Mỗi năm tháng 3, tháng 6 vận chở 2 chuyến, triều đình sẽ xem xét miễn thuế, cấp tiền tu bổ và tiền cầu gió. Tùy thuyền lớn nhỏ mà chia cắt vận chở và tính đường gần xa mà cấp phát tiền thuế khác nhau. Ồ, thế thì tốt quá. Với đặc tính địa lý chia cắt, những con sông chính là gạch nối để kết nối các vùng miền của đàng trong, còn những con thuyền là phương tiện đi lại và chuyên chở chính yếu của vùng đất này. Dựa vào đặc điểm đó, chính quyền Chúa Nguyễn đã đưa ra những chính sách sáng suốt để phát triển kinh tế, dần biến Gia Định thành một trong những địa điểm giao thương hấp dẫn và tấp nập bậc nhất ở đàng trong. Trước khi Chúa Nguyễn Phúc Chu thành lập phủ Gia Định, vùng đất này đã được biết đến là vùng đất đai giàu có, trù phú để tiếp tục xây dựng Gia Định trở thành một trong những đô hội lớn nhất ở phương Nam. Chính quyền đã có những chính sách mềm dẻo, linh hoạt biến nơi đây trở thành địa điểm giao thương tấp nập bậc nhất ở đàng trong. Thảo dân khấu kiến Chúa Thượng, hôm nay được yết kiến quốc chúa, thảo dân cảm kích không kể xiết. Ta có dịp đi kinh lý ở Gia Định, thấy vùng đất này ngày càng giàu có vượt bậc. Lại mới biết ngươi là thương nhân giàu có bậc nhất xứ này. Đóng thuyền nan lớn đến 100 chiếc, mỗi chiếc giá đến hơn 1000 quan, đem về bán lại thu lợi nhuận rất nhiều. Dạ thảo dân không dám ạ. Đất Gia Định từ lâu đã là chốn đô hội giàu có. Người giàu ở các địa phương hoặc 40, 50 nhà, hoặc 20, 30 nhà. Mỗi nhà điền nô hoặc đến 50, 60 người. Trâu bò hoặc đến 300, 400 con. Cày bừa cấy gặt rộn ràng không dỗi ạ. Thần chỉ là hạng con buôn soàng xính, mới đến đây có chục năm, sao có thể sánh với họ được ạ? Làm thế nào một mình ngươi có thể xây dựng nên cơ ngơi lớn như thế này? Dạ, thảo dân vốn là người thôn Chính Hòa thuộc Châu Nam Bố Chính. Có năm thảo dân nghe Gia Định thóc gạo nhiều không kể xiết, khách bắc buôn bán quen, thấy được lợi nhuận nên mới quyết đi buôn bán ở Gia Định. Trong những chuyến đi ấy, trời thuận gió, không quá 10 ngày đêm là đến. Mỗi chuyến đi thường qua cửa biển Nhật Lệ, trình trấn quan, vào cửa eo, lĩnh giấy phép ra biển, đến xứ Vũng Tàu ở đầu cõi Gia Định. Nhận thấy nơi đây là chỗ hải đảo, có dân cư, hạ buồm đậu vào, thảo dân mới hỏi thăm nơi nào được mùa, nơi nào mất mùa. Biết nơi nào được mùa mới đến ở. Thảo dân đi miết, đi khắp nơi. Trên thì có cửa biển Cần Giờ, ở giữa thì vào cửa biển Xoài Rạp, dưới thì vào cửa Đại, cửa Tiểu. Đến Gia Định thì quả đúng là giá thóc rẻ, chưa nơi nào được như thế. Việc buôn bán thuận lợi vô cùng. Cứ thế, thảo dân mua thêm thuyền chuyên chở thóc gạo khắp nơi, đóng thuyền nan lớn. Từ sau tháng Giêng trở đi là thảo dân không làm công việc sai dã nữa, mà bán thóc gạo ra Phú Xuân để đổi lấy hàng Bắc. Nào lụa lĩnh trừ đoạn, nào áo quần tốt đẹp để buôn qua bán lại. Từ đó mà kinh tế khá lên nhiều đấy ạ. Ngay từ khi mới lập phủ ở Gia Định, ta đã có những chính sách. Nghe chừng việc kinh doanh buôn bán của ngươi rất dễ dàng thuận lợi. Dạ. Ở đây đúng là có điều kiện buôn bán giao thương. Những thuyền buôn của người Hoa và các nước Tây Dương, Nhật Bản, Trà Và đi lại tấp nập. Nhưng tình trạng vẫn còn xô bổ lắm ạ. Thảo dân nhiều khi còn bị giặc cướp ngoài biển, cướp trắng số hàng hóa. Giá mà ngày ấy triều đình ra chính sách quản lý chặt chẽ hoạt động chuyên chở buôn bán của các thuyền buôn tư nhân thì tốt quá. Chắc chắn triều đình sẽ còn bàn định và đưa ra những chính sách để đưa Gia Định thành nơi buôn bán tấp nập nhất ở phương Nam. Thương nhân các người hãy cố gắng làm ăn buôn bán cho tốt. Đội ơn Chúa Thượng.
Cùng với sự giàu có của tài nguyên thiên nhiên, sự hòa hợp dân cư đã khiến vùng đất Gia Định trở thành một trong những địa điểm giao thương hấp dẫn và tấp nập nhất ở Đàng Trong. Ngày nay, địa danh Gia Định vẫn là cái tên ghi dấu sự phát triển của vùng đất phía Nam của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử. Sau khi đặt phủ Bình Thuận năm 1697, năm 1698, Chúa Nguyễn Phúc Chu tiếp tục có những bước tiến lớn về phía Nam khi quyết định đặt phủ Gia Định. Sự kiện này đã giúp người Việt ở Gia Định được ổn định cư trú buôn bán tại vùng phía Tây Nam của Đàng Trong. Vậy là sau rất nhiều năm, cuối cùng chính quyền ta cũng có thể bình ổn chiêm thành và lập phủ Bình Thuận. Nhân lúc vận đang lên, ta muốn dành nhiều tâm sức hơn nữa để khai phá vùng đất cực Nam của Đàng Trong. Nhất là ta quyết tâm phải sớm lập phủ ở vùng đất Gia Định. Dạ bẩm Chúa Thượng, vùng đất Gia Định giàu có, màu mỡ đã rất phát triển. Đã đến lúc triều đình phải quyết liệt đưa vùng đất này vào khu vực hành chính hợp pháp của ta rồi ạ. Dạ đúng vậy ạ. Gia Định không chỉ có nguồn lợi về tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú, mà nơi đây còn có vai trò an ninh quân sự quan trọng ở phía Nam. Được lắm, đã đến lúc rồi. Khởi bẩm Chúa Thượng, thần vô cùng ủng hộ việc lập phủ ở Gia Định. Gia Định là trấn mạnh ở miền Nam, núi sông nghìn dặm, hiểm thiên nhiên, lợi thổ địa, làm phên dậu của nhà nước, ấy là nơi giường mối năm trấn, then khóa cốt yếu cho công cuộc chinh phục phía Nam đó ạ. Có điều, vùng biên viễn phía Nam này là nơi tụ cư của đông đảo các tộc người, mỗi dân tộc lại có truyền thống và tập quán khác nhau. Phải có những chính sách mềm dẻo thì việc đặt phủ mới có thể yên ổn. Bách quan phải sớm giúp ta làm việc này mới được. Dạ phải ạ. Phải làm sao để có những chính sách hợp lý để phiên chế người Việt cùng các tộc người đã định cư lâu dài tại đây có được sự hòa hợp thì mới giữ được sự ổn định cho biên giới phía Nam. Được rồi, các người hãy mang địa đồ tới đây. Theo thần, ta chia đất Đông Phố, lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phúc Long, dựng dinh trấn biên, lấy xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh phiên trấn. Mỗi dinh đều phải đặt các chức lưu thủ, cai bạ, ký lục và các cơ đội thuyền thủy bộ tinh binh và thuộc binh. Riêng những người Hoa đến buôn bán ở trấn biên thì cho lập làm xã Thanh Hà, người Hoa ở phiên trấn thì lập làm xã Minh Hương. Từ nay, người Hoa buôn bán ở đây đều thành dân hộ của ta. Chúa Thượng thấy sao ạ? Tốt lắm, Nguyễn Hữu Cảnh, trọng trách này ta giao cho Khanh. Khanh hãy dốc lòng dốc sức để hoàn thành cho tốt. Thần tuân lệnh. Cuối cùng thì cũng có thể mở rộng đất được nghìn dặm, được thêm hơn 4 vạn hộ, cư dân sinh sống hòa hợp, thật là phúc đức. Phải sớm khuyến khích thêm dân cư của ta, di cư vào các vùng mới sáp nhập để sinh cơ lập nghiệp mới được. Xin thống suất yên tâm, ở đây có lắm sông ngòi, ruộng đất phì nhiêu, vùng đất này rồi sẽ còn phát triển gấp bội. Được. Việc đặt phủ Gia Định đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng lãnh thổ của Đàng Trong. Đặc biệt, việc chú trọng phiên chế người Việt cùng các tộc người đã định cư tại đây đã cho thấy lối ứng đối mềm dẻo, hài hòa của Minh Vương Nguyễn Phúc Chu. Chúa Nguyễn đã góp phần quan trọng tạo nên môi trường hòa bình, ổn định tại vùng biên giới phía Nam. Vào thế kỷ 17, thương nhân Nhật Bản đến buôn bán đã xây dựng nhiều công trình kiến trúc độc đáo tại cảng thị Hội An. Trong các công trình đó phải kể đến cầu Nhật Bản, một công trình kiến trúc dân dụng nối liền giao thông hai bờ sông, đồng thời là công trình kiến trúc tín ngưỡng dưới hình thức ngôi chùa thờ một vị thần. Đây là một dấu ấn nghệ thuật mang đậm bản sắc Nhật Bản. Hội An quả là một thương cảng phồn hoa đô hội, thật xứng danh thương cảng số 1 của Đàng Trong. Bẩm quốc chúa, đó cũng là nhờ hồng phúc của người ạ. Cây cầu này có kiến trúc thật kỳ lạ, là do thợ ở bên phường nào làm vậy? Bẩm quốc chúa, cây cầu này được thương nhân Nhật Bản thiết kế và thuê thợ nước ta làm. Người dân vẫn quen gọi nó là cầu Nhật Bản ạ. Đây là cầu của thương gia Nhật Bản làm ư? Dạ. Tại sao các thương gia Nhật Bản lại xây cầu ở đây? Khanh có biết không? Bẩm quốc chúa, các thương nhân xây cầu ở đây là để nối liền phố Nhật ở phía đông và phố khách ở phía tây của cảng thị này.
giúp việc giao thương được thuận lợi. Nếu vậy thì họ chỉ cần xây một chiếc cầu bình thường là được, sao phải mất công làm một kiến trúc độc đáo thế này? Dạ, trong dân gian có một truyền thuyết rất thú vị liên quan đến chiếc cầu này. Truyền thuyết đó là gì? Bẩm quốc chúa, tương truyền lai lịch của cây cầu này gắn liền với một con thủy quái trong truyền thuyết của Nhật Bản. Con quái thú này thân ở nước ta, còn đuôi thì chạy dài sang Nhật Bản. Mỗi lần nó cựa mình thì các thảm họa như lũ lụt, động đất sẽ xảy ra. Do đó, cây cầu được xây với ý nghĩa giống như một thanh kiếm ngăn không cho con thủy quái cựa mình, giúp cuộc sống người dân được bình yên. Có lẽ chính vì vậy mà cây cầu này dù có kiến trúc như một ngôi chùa, nhưng không thờ Phật, mà lại thờ thần Bắc Đế Trấn Võ, là một thủy thần bảo hộ xứ sở, ban niềm vui hạnh phúc cho con người. Quốc chúa sáng suốt ạ. Cây cầu này đúng là một món quà quý của các thương nhân Nhật Bản tặng cho người dân Hội An. Này, ta quyết định đặt tên cho cây cầu này là Lai Viễn Kiều. Khanh hãy bố cáo việc này để dân chúng ở Hội An ai cũng biết, để các thương nhân từ nơi khác đến hiểu được sự mến khách của nước ta dành cho họ. Tuân lệnh chúa thượng. Nhìn kìa, chúa thượng đã cho đổi tên cầu Nhật Bản thành Lai Viễn Kiều. Tấm biển vàng kia chính là do chúa thượng ban đấy. Đúng vậy, việc đặt tên này là để kỷ niệm tình cảm của các thương nhân Nhật Bản đối với dân chúng Hội An. Chúa Nguyễn Phúc Chu thật là người Nhật Đức. Chúng ta được buôn bán tại nơi ngài ấy cai quản, thật là may mắn. Đúng vậy, ta phải thông báo việc này cho các thương nhân nước ta để họ đến đây buôn bán. Năm Kỷ Hợi 1719, chúa Nguyễn Phúc Chu đặt tên cho cây cầu do các thương gia Nhật Bản dựng ở Hội An là Lai Viễn Kiều, với ý nghĩa là cây cầu của những người bạn từ phương xa tới. Qua việc đặt tên cây cầu, chúa Nguyễn Phúc Chu mong muốn bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của thương nhân Nhật Bản ở Hội An. Dưới thời các chúa Nguyễn, Đàng Trong là điểm đến của nhiều phái đoàn truyền giáo, thương gia phương Tây đến từ Hà Lan, Anh, Pháp. Trong quá trình giao lưu, trao đổi, buôn bán, những mối liên hệ về văn hóa, khoa học, kỹ thuật cũng đã phát triển. Việc Đàng Trong có thể chế tạo những vật dụng theo kiểu phương Tây là minh chứng cho điều đó. Ta nghe dân đồn đại, cụ là người rất am hiểu về đồng hồ, nên hôm nay đến đây để kiểm chứng lời đồn ấy có thật không? Loại đồng hồ phương Tây này, cách thức hoạt động thế nào? Cụ hãy nói ta nghe. Dạ thưa đại nhân, đây là chuông. Khi kim chỉ đến giờ nào thì chuông sẽ phát tiếng để báo. Để gõ chuông thì dùng 3 đường dây tơ cuộn vào trục lớn của 3 bánh xe mà bỏ rũ xuống. Ngài xem, một đầu dây buộc quả chỉ lớn nặng 6 cân, một đầu buộc hòn chỉ nhỏ nặng 1 lạng 7 đồng cân, để cho nó chuyển bánh xe máy mà xoay vần. Hễ khi thấy quả chỉ lớn xa xuống còn cách đất một thước thì phải run nó lên ngay, khiến những quả chỉ nhỏ đều rủ xuống gần đất. Nếu không thế thì máy không chạy được. Đây là quả lắc để điều tiết sự vận hành, không thế thì chuyển vận một chiều, không đúng thời khắc được. Tốt lắm, nay chúa thượng bị hỏng một chiếc đồng hồ mà vẫn chưa tìm được thợ giỏi. Ngày mai, cụ hãy theo ta vào phủ để sửa đồng hồ cho chúa thượng. Cụ có thể sửa được không? Bẩm quốc chúa, gia đình chúng tôi xin nhận sửa chiếc đồng hồ này. Gia đình ư? Sao lại là gia đình? Bẩm quốc chúa, đúng như vậy à? Tất cả gia đình chúng tôi đều biết sửa và chế tạo đồng hồ. Vậy cụ hãy mang về sửa. Nếu cụ làm tốt, ta sẽ có thưởng. Tạ ơn quốc chúa. Chiếc đồng hồ này chỉ bị hỏng có 2 bánh răng, thay vào là được. Được rồi, bây giờ các con chỉnh lại giờ đồng hồ rồi đo với bóng của mặt trời trong một canh giờ. Nếu không sai thì mai ta chỉnh chúa. Dạ. Bẩm quốc chúa, chiếc đồng hồ của ngài tôi đã sửa xong. Tôi xin dâng tặng ngài thêm một chiếc đồng hồ nữa do gia đình tôi làm. Chiếc này phía tả có 60 phiến đồng khắc từ Giáp Tý đến Quý Hợi. Phía hữu có 30 phiến đồng khắc từ mùng 1 đến ngày 30. Hễ gặp ngày nào thì hai bên hiện chữ ra. Mời chúa thượng ngự lãm.
Thật là cực phẩm, tay nghề cụ tuyệt diệu lắm. Ta sẽ trọng thưởng cho cụ. Tạ ơn quốc chúa. Việc các người thợ thủ công đàng trong có thể chế tác những vật dụng phương Tây như đồng hồ, kính thiên văn đã cho thấy tài năng, sự kiên trì và đức tính ham học hỏi của người thợ thủ công đàng trong. Có được những thành tựu đó chính là nhờ tư tưởng cởi mở của các chúa Nguyễn trong việc tiếp nhận và phát triển các thành tựu của văn minh phương Tây. Dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu, người thợ thủ công Nguyễn Văn Tú đã chế tạo được chiếc đồng hồ phương Tây. Nhận thấy tiện ích to lớn trong việc xác định thời gian của đồng hồ phương Tây, chúa Nguyễn Phúc Chu đã cho đặt đồng hồ chuông tại các cửa biển. Chính sách này về sau được con trai ông là Nguyễn Phúc Chu tiếp tục thực hiện. Việc tuần tra ở các sở thượng đạo là việc hệ trọng. Vậy mà thời gian di chuyển giữa các sở xa gần thế nào các ngươi lại không biết. Như vậy sao được? Bẩm chúa, trước đây muốn tính thời gian di chuyển giữa các vùng thì chỉ có hai cách. Cách một là đo bóng mặt trời, cách hai là dùng đồng hồ nước. Nhưng cả hai cách này chỉ đo được thời gian trong một ngày. Trong khi đó, thời gian đi tuần ở các sở thượng đạo là một hành trình dài ngày, nên hai cách đó đều không đo chính xác được, chỉ áng chừng thôi ạ. Người không lo xa, ắt có họa gần. Nay thiên hạ vô sự, nên việc đi tuần của các ngươi thuận lợi. Đi nhanh về nhanh, nhưng một mai khi biến loạn, nếu không nắm rõ thời gian đi lại giữa các vùng, thì việc chuyển quân, vật lương, đánh địch phải làm thế nào? Năm Tân Mão, thần phụ ta đã sai Châu Bố Chính đặt đồng hồ ở các đường để tính quãng đường xa gần bao nhiêu. Việc này đã thu được kết quả rất tốt. Ta cần học tập theo. Nay các khanh đi tuần ở thượng đạo, hãy mang theo vài chiếc đồng hồ phương Tây, rồi chiếu theo thời khắc đồng hồ, tính xem quãng đường xa gần thế nào. Chúng thần xin vâng mệnh. Tôi tính xong rồi. Các ông đã tính xong độ dài các quãng đường được đo bằng đồng hồ phương Tây chưa? Tôi cũng xong rồi. Bây giờ chúng ta hãy so kết quả với nhau. Nếu tất cả đều khớp là được. Đây là kết quả của tôi. Ông so xem. Cả ba kết quả đều giống nhau. Tốt rồi. Các khanh làm tốt lắm. Biết được khoảng cách xa gần giữa các vùng thì từ nay việc coi giữ các vùng sẽ rất thuận lợi. Tạ ơn chúa thượng. Nay ta muốn đặt đồng hồ ở dinh và các đồn canh dọc biển để cho việc thu thuế, thông thương và canh phòng diễn ra thuận lợi. Quan phụ trách bộ công. Có thần. Người hãy xem lại trong kho đồng hồ mua từ phương Tây còn bao nhiêu cái, rồi cho các thợ thủ công nước ta làm thêm để đủ số đồng hồ cho các dinh và đồn canh sử dụng. Thần tuân lệnh. Chúng tôi đến để thay phiên gác. Đến đúng giờ ghê nhỉ, có đồng hồ có khác. Nhận thấy độ chính xác cao của đồng hồ Tây Phương, các chúa Nguyễn đã cho sử dụng đồng hồ vào các công việc của nhà nước. Việc phổ biến đồng hồ đã cho thấy sự thức thời, linh hoạt của các chúa Nguyễn khi tiếp nhận thành tựu khoa học kỹ thuật. Chùa Thiên Mụ hay còn gọi là chùa Linh Mụ là một ngôi chùa cổ nằm trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương. Chùa Thiên Mụ được vị chúa Nguyễn đầu tiên ở đằng trong là chúa tiên Nguyễn Hoàng khởi công xây dựng năm Tân Sửu 1601. Đến thời chúa thứ sáu Nguyễn Phúc Chu, theo đà phát triển và hưng thịnh của Phật giáo xứ đằng trong, chùa được xây dựng lại với quy mô lớn hơn. Việc trùng tu chùa Thiên Mụ các khanh chuẩn bị đến đâu rồi? Bẩm quốc chúa, việc đúc lại hồng trung có thể làm xong trong năm nay, nhưng còn việc xây dựng các công trình trong chùa vẫn còn nhiều khó khăn. Xin quốc chúa cho chúng thần thêm thời gian để chuẩn bị. Được. Các khanh muốn xin thêm thời hạn là bao lâu? Dạ bẩm, việc này... Bẩm quốc chúa, chúng thần xin với chúa thượng cho lùi thời hạn khởi công thêm 3 năm để chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo. Sao lại lâu vậy?
Bẩm quốc chúa, vẫn biết chúa có tâm với đạo Phật, nhưng ngân khố triều đình còn phải lo nhiều việc. Nếu trong một lúc mà huy động quá nhiều, e có điều không tiện. Nên chúng thần muốn xin với chúa thượng cho lùi thời hạn xây dựng các công trình để khoan thư sức dân ạ. Các khanh thật là các bề tôi biết lo nghĩ cho xã tắc. Được, ta sẽ chuẩn theo kiến nghị của các khanh. Quốc chúa sáng suốt. Để đúc đại hồng chung nặng hơn 3.000 cân này, chắc chúa thượng phải dùng nhiều tâm sức lắm. Trên chuông này còn được khắc một bài minh của chúa thượng đấy. Từ bé tới lớn, tôi chưa thấy chiếc chuông nào to lớn mà lại được chạm trổ công phu như vậy. Quốc chúa đến! Quốc chúa đến! Hỡi nhân dân trăm họ, hôm nay ta đến thỉnh chuông là để cầu mong cho phong điều vũ thuận, quốc thái, dân an, pháp giới chúng sinh đồng viên chủng trí. Tạ ơn quốc chúa. A Di Đà Phật, mời chúa thượng thỉnh chuông. Điềm lành, phúc lớn rồi. Chúa thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bẩm quốc chúa, nay chúng thần đã chuẩn bị xong tất cả vật liệu cùng nhân lực đủ để xây dựng các công trình mới tại chùa Thiên Mụ. Xin quốc chúa ban lệnh. Các khanh làm tốt lắm. Nay ta ban lệnh cho khởi công trùng tu chùa Thiên Mụ. Năm Canh Dần 1710, chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc chuông chùa Thiên Mụ nặng 3.285 cân, cao 2,5 mét, đường kính miệng 1,4 mét, cho khắc bài minh thể hiện tấm lòng vì thiên hạ của ông với nội dung được tạm dịch là: cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc gia thái bình, nhân dân an lạc, tất cả chúng dân đều được thành Phật. Đến năm Giáp Ngọ 1714, chúa lại cho đại trùng tu chùa với hàng chục công trình kiến trúc hết sức quy mô. Là người có tầm nhìn sâu rộng, Minh Vương Nguyễn Phúc Chu không chỉ có nhiều chính sách phù hợp để phát triển kinh tế, chính trị, mà ông còn quan tâm đặc biệt đến đời sống tư tưởng, tinh thần của xứ Đàng Trong. Nổi bật trong đó là chính sách phát triển Phật giáo được thể hiện qua việc trùng tu đình, chùa và hỗ trợ truyền bá Phật giáo tại Đàng Trong. Không phụ lòng mong mỏi của ta. Bẩm chúa thượng, nhờ hồng phúc của người, việc xây dựng các công trình đã tiến hành nhanh chóng và thuận lợi. Trong quá trình xây dựng, không có tai nạn nào xảy ra. Tốt lắm, ta sẽ trọng thưởng cho các khanh. Tạ ơn chúa thượng. Bẩm chúa thượng, hơn 1.000 bộ kinh Phật người mua từ nước Thanh về tặng nhà chùa đã được sắp đặt ngăn nắp trong tự viện. Chúng tôi nhất định sẽ coi giữ cẩn thận. Ta mong từ nay việc truyền bá đạo Phật ở nước ta sẽ ngày càng hưng thịnh. Người đâu? Có chúng thần. Nay việc trùng tu chùa đã hoàn thành, hãy ban bố cho thiên hạ biết ta sẽ ăn chay ở vườn Côn Gia một tháng. Trong thời gian đó sẽ cho mở hội lớn ở chùa Thiên Mụ, mở kho thóc của nhà nước để phát triển tiền gạo cho người nghèo. A Di Đà Phật, quốc chúa quả là người có tấm lòng Bồ Tát. Khải bẩm quốc chúa, phiên vương Thuận Thành là kế bà tử, nghe danh tiếng về sự nhân đức của chúa thượng đã đưa 3 người con là Phù Sát, Phác Sát và Tỳ Thôn Phù cùng các tướng đến đây xin diện kiến chúa thượng và mong được dự hội. Người hãy xuống dẫn họ vào nhà khách trong chùa để ta gặp mặt. Tuân lệnh chúa thượng. Chúng thần bái kiến chúa thượng. Ta miễn lễ, mời phiên vương cùng các vương tử đứng dậy. Chúng thần tạ ơn quốc chúa. Bẩm quốc chúa, ơn đức của người rộng lớn như trời bể. Vì để cứu nạn đói của muôn dân mà không tiếc tài sản công sức,
Chúng thần vì mến phục tấm lòng của Chúa Thượng nên đến đây xin được quy phục. Ta đây cũng học theo các bậc tiên tổ, dùng đức cảm hóa thiên hạ, tạo phúc cho muôn dân. Nay ta phong cho ba vương tử của Khanh tước hầu. Các Khanh hãy ở lại cùng dự hội với ta. Tạ ơn Chúa Thượng. Không chỉ trùng tu riêng chùa Thiên Mụ năm Bính Thân 1716, Chúa Nguyễn Phúc Chu còn cho sửa chùa Kính Thiên ở Thuận Trạch, nay thuộc Quảng Bình. Năm Tân Sửu 1721 lại cho dựng chùa Hoàng Giác ở xã Hiền Sĩ, nay thuộc huyện Quảng Điền. Việc phát triển đạo Phật và thực thi các chính sách khoan hòa đã giúp Đàng Trong được ổn định về chính trị, các vấn đề văn hóa, xã hội được phát triển.